Để mà thực hiện được combo này thì mọi người còn có thứ nhất Roman, thứ hai Voto, thứ ba Suita và quan trọng không thể thiếu đó chính là cái sắt anh cận. Về phần accessory thì mình khuyên mọi người nên xài Swan Galaxy Pilot Helmet hoặc là Intercap. Nếu mọi người đang cần trái quỷ, game pass hay là cái tài khoản mình lắp vuốt thì mọi người hãy chỉ xuống phần mô tả và bấm vào link bio. Và khi mọi người mua đồ chỗ mình á, mọi người chỉ cần nhập code BC thì mọi người sẽ được giảm giá 5% toàn bộ mặt hàng nhé. Ok mọi người, thì combo dạng đầu tiên á là combo thuộc dạng counter, là kiểu như khi mà cái địch lao vào á, ông đi xung quanh tôi bên gần tí nữa đó, ví dụ như mấy thằng kiểu như nó muốn ý định lao vào các bạn nha, cái bạn ít này nó sẽ bị điện giật đứng nghiêm không, rồi mọi người ít Suita cái sẽ bị điện giật thêm nữa, rồi mọi người sẽ combo như thế này đó. Đó, dạng counter sẽ như thế này, kiểu như mà khi mọi người dùng ít á thì nó sẽ bị điện giật và đứng nghiêm lần. Và khi mà mọi người thoát ra nó sẽ bị điện giật thêm lần nữa. Khi đó thì mọi người dùng ít Suita thì nó sẽ bị hot lên và mọi người có thể combo. Trong cái ít Suita thì nó không thể nào né được combo của mọi người đâu. Còn combo dạng 2 á là combo dạng tầm gần. Đây sẽ là như thế này. Mấy thằng mấy khi mà mọi người giữ khoảng cách với nó thì mọi người bấm Z cái này cái, sau đó sẽ rule lại. Xe của mình. Rồi ít cross. Yeah! Yeah! Reset. Mình làm lại cho mọi người. Ok nha. Làm phát tới tối luôn, quá tuyệt vời. Ok, giờ ông đứng ở ngay đây đi. Rồi, đứng im đúng không? Ừ, đứng im. Thì á, khi mà kỹ địch á, cách xa bạn nha, cách xa tầm cỡ như đây thôi, hoặc là dài hơn cũng được. Dài hơn thì mọi người có thể solo tới. Mọi người giữ Z của kiến sát anchor, sau đó solo lại C, X, sau đó mọi người Z xuống đất như thế này. Đó, sau đó bật tọc lên, không có tọc thì cũng được. Đó, rồi mọi người bật tọc xong rồi Z kiến sát anchor, sau ít giết của số có thương mình cái là sẽ cút luôn đấy. Mình khuyên là nếu bạn ăn phải combo này á, tốt nhất nên reset cho nhanh. Ừ đúng rồi, thì khi mà nó kinh chích được như thế này á thì mọi người sẽ, đây là dạng nâng cao nha, còn phải đòi hỏi khả năng aim nữa. Thì mọi người vào trường hợp đó thì mọi người sẽ giữ xe có thương mình đúng không, khi xe người ít của sát anchor xong đó mọi người ít giết diện luôn đó, thì nó sẽ bị mất gen và mọi người cứ combo như bình thường là được như thế này đấy. Thấy không, combo như thế này thì mọi người sẽ combo được nó. Giờ sẽ là combo dạng 3, cái combo này nó thuộc dạng đánh trên trời ấy. Dành cho mấy thằng mà nó gặp combo này á thì nó sẽ sky, mấy thằng mà nó kiểu thông minh á, thông minh mà kiểu như thông minh ngồi server thường á là nó sẽ sky lên trời, dọn sky lên. Đấy thì sẽ như thế này, thì mọi người bấm F thì chuyển lên, sau đó mọi người dẫn xe của thông minh F này cái, sau đó là Z. Rồi click motor lên cái, mọi người giữ Z này cho mình, sau đó là X, Z như bình thường thôi. Đấy là sẽ được nha. Đối với mấy thằng mà sợi cây cam á thì mọi người dùng combo này cho mình. Lúc mà mọi người click lên á thì mọi người giữ cái Z của sát anchor lên cho mình luôn. Đó, sau đó ít Z này cái là được. Ok nha. Ok mọi người, giờ mình sẽ BB thực hành cho mọi người. Ok. Ok nha mọi người. Ôi what the fuck. Rồi. Ôi rồi. Mình dùng ít hơi xa tí mọi người ạ. Né nè. Ôi ôi. Né bao lâu, né bao lâu, né nè. Ôi ôi. Né nè, đánh đàn nè. Đánh đàn nè. Đó nè, né đi, né đi. Né đi. Né đi. Trời ơi sao. Né đi. Ôi nè. Né đi. Ê ai 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 ai. Ê ai, lỗi lát thôi, lát thôi, lát thôi. Lát đi dọn. Trời ơi, ông ơi. Mẹ tôi ở bên Mỹ lần á. Trời. Ở bên Mỹ Đình thì có đó. Ông này không bên Mỹ Đình đi với Mỹ gì. Mỹ Tho à. Từ lá á, từ lá á. Ông ở Mỹ Tho hay Mỹ Đình. Từ lá đi. Ông ở Mỹ Tho hay Mỹ Đình. Đó nè. Trời. Nói chung là tôi Vĩnh Lãng không ơi. Trời ơi. Ông thông cảm siêu chứ. Thông cảm cái giá á. Ôi trời ơi, bạn kìa, bạn người kìa, bạn người. Ôi ai đâu nha. Nè tiếp cận vô, tiếp cận đi. Ôi anh này tiếp cận mình thiệt nè. Anh này tiếp cận thiệt nè. Ôi combo như cứt đi. Combo như cứt đi, bỏ đi. Thiệt không? Thiệt nó như cứt. Ê à đâu á. Lạ quá. Lắc cái giá, ông ở Mỹ à. Quên đi nha. Quên kênh chích. Ủa? Ok bye á. Ôi kênh chích ghê thế. Ông này kênh chích tởm phải cứt. Thề. Rồi đúng là mình nên chỉnh phát mod thôi. Để kiếm này khó chịu quá.
Ok, bài nha. Rồi, miếng nào cũng chơi với mình cũng cứ run run run. Là sao ấy, gặp idol lên bị run rồi. Ok nha. Ok nha. Hai. Mình không nghĩ sao mấy ông này ông cứ thích xài Gravity Ken nhé. Rồi Ken trước cái đoạn ít của Gravity Ken xong cô tơ ngược lại là cút luôn rồi. Đúng dễ luôn á. Ui. Đấy. Kệ bài. Ui, né được luôn hả đỉnh á. Anh này cũng Ken chích ngang mình luôn á. Kinh nghiệm cũng hay vớt đấy. Nhưng mà thôi, kinh nghiệm của mình vẫn nhiều hơn. Quên một kênh à? Bốn. Ông đã quên một kênh à. Năm. Xong rồi nha. Ok nha mọi người, giờ mình sẽ solo với ông pha này nha. Ông đồi solo với mình, ông có 30 mờ. Dễ ăn quá. Ui, hộp bò. Bấm. Hello. Ôi, ủa chiếc xếp mình đâu nhờ, chuột mình nó không ăn. Chuột nó bị ngu quá. Ok, dạ. Buồn đĩa chứ. Ôi, đĩa mà lại bấm không ăn. Đi đi. Cay quá nhờ. Về bài nha. Tao có để đi tài rồi, ok. Ok. Rau với ổng à. Ủa con giống ít không mệt á. Ui, con mua gì đấy. Ôi, dữ ra ba. Để, ui hết kill. Thôi bài. Bùm. Ơi, không rồi. Đĩa. Bay à, bay à, bay 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 nè. Ui cần thứ ba một chữ nó dính. Ui à. Ui ô gì đấy, gì dái không. Ui 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 gì đó, tao nói cái không tới à. Thường thường là tới cái tầm đó nó phải dính rồi chứ, lạ đấy. Ôi, gì cà phê á. Ôi lên rồi nè. Omae wa mou shinde iru. Nani? Bum. Đâu à? Bùm bùm. Stop. Cái thể. Làm thế nào lên mà làm được cái chiêu đó nha. Oh wow 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 wow. Hey hey hey. Trời. Đúng đúng lại khó chịu thiệt. Ừ. Nè.
Ui. Ủa rủi giáp ma hồi nào vậy? Rồi, thôi sống rồi nha. Trời ơi.